Mình đã chờ đợi cuộc này rất là lâu rồi. Để xem là trên mạng thực tế đây thì có khác với nhau không nhá. Ui mọi người ơi, mình lại thành công rồi các bạn ơi. Quần này lên dáng đẹp xuất sắc. Muốn chê em này cũng khó, bởi vì mình không tìm ra được cái gì để chê cả ấy. Lâu lắm rồi mình mới tìm được một cái quần vừa khít từ eo cho tới mông, cho tới độ dài của quần như thế này. Mình có mặc thử crop top và cái áo rộng thì mình thấy nó đều đẹp, nó không có bị lộn thộm ý. Nói chung là mê lắm, mọi người nên thử nha. Bạn nào cao 1m50 mà vẫn chưa tìm được chiếc quần jean ống rộng chân ái thì đừng bỏ qua clip này nha. Mình cao 1m53, nặng 42kg. Đó giờ thì mình rất là khó mua quần luôn á. Vì một là lưng quần bị rộng, hai là ống quần quá dài, mà mình thì không thích xắn ống quần lên. Tết năm rồi thì mình có ghé shop này ở trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Lúc đó thì nó mới khai trương và mình đã mua được em quần này. Phải nói đó là lần đầu tiên mình mua được một chiếc quần jean ống rộng vừa với mình á. Chất vải của em này thì sẽ hơi mềm và có độ co giãn. Mình mang cũng nhiều rồi nên các bạn có thể thấy là nó bị xước ở chỗ này nè. Đối với mình thì cái chất vải này nó không quá xuất sắc đâu. Nhìn cận vô thì bạn sẽ thấy cái quần nó, cái ống quần nó bị nhăn một xíu. Dù mình đã có ủi trước đó rồi á, nhưng mà thật sự thì nó vẫn rất là xứng đáng trong tầm giá. Mình không nhớ rõ giá bao nhiêu đâu, mình chỉ nhớ là khoảng từ 300 đến dưới 400 á. Một điều mà mình cực kỳ thích là chiếc quần này mặc vô cùng thoải mái luôn. Và nó sẽ cực kỳ tôn dáng khi mà bạn kết hợp với những chiếc áo crop top. Một điều cuối cùng ấy, các bạn nhớ là nên mang những đôi giày mà có đế cao một xíu thì nhìn mình sẽ thanh thoát hơn khi mà mặc những chiếc quần ống rộng như vậy á. Ba mẫu quần bò cho 1,5m, bụng lại còn béo đúng không? Ai mà đi làm văn phòng chắc cũng hiểu tại sao người tôi có một mẫu và bụng lại béo như này. Lại còn có mỡ thừa ở bên hông thì mọi người phải chọn những cái quần có lưng cao thật là cao ấy. Như cái quần này còn có hai cái khuy bấm để siết eo lại cơ. Đấy, cái eo như kiểu 65-66 ấy chứ làm gì phải 84. Mọi người nhìn đùi tôi 51 cũng khá là to đấy, mà lên giá cũng phải gọi là cao nhức nhối luôn. Sang mẫu thứ hai thì nó dư ra một mảnh vải, tôi phải loay hoay mãi mới biết cách cài. Kiểu nó tạo thành đường vắt chéo chữ V, giúp cho mình eo ót hơn bao nhiêu ấy. Chân này nhìn cứ như 1,6m ấy nhở. Cái quần thứ ba thì lưng nó không được cao như hai mẫu kia đâu, nhưng mà lên form thì hầm hố nhờ hai cái vết rách to đùng như kìa. Ba mẫu này thì đều tôn mông, đáng đồng tiền bát gạo lắm mọi người. Một chiếc quần đi học cực kỳ chất lượng. Cùng mình ngăn bóc nhé. Keep love, 매일매일 잘하는 사랑해. 그녀에게 주는데도 받지 않니.